Xin chào anh em, Techno là một cái thương hiệu đến từ Hồng Kông rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì thương hiệu này đã lấn sân sang thị trường Việt Nam. Ở đây thì mình đang có một cái phiên bản rất là đặc biệt đến từ Techno, đó chính là Techno Come On CX. Cái phiên bản đặc biệt tại vì đây là dành cho các fan của đội bóng Manchester City. Thì cũng rất là đam mê cái đội bóng này. Rồi, đây là cái chiếc máy của chúng ta, có cái phiên bản màu xanh rất là đẹp, mình sẽ nói sau. Kiềm chế lại nè, đẹp quá. Bên trong này nữa thì chúng ta sẽ có gì đây, sách hướng dẫn sử dụng này và cái phiếu bộ hành. Ở đây nữa thì mình sẽ được tặng thêm một cái smart cover để cho chúng ta sử dụng, màu xanh luôn, rất đẹp. Đây là cục sạc của Techno, màu trắng nhỏ gọn. Và sạc này là sạc nhanh cho đầu ra là 5V và 2A. Đây là tai nghe. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái cọng cáp, đây là cáp Micro USB. Cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái chiếc Techno Come On CX này trên tay thì phải nói rất là thích, tại vì nó có một cái thiết kế nguyên khối luôn, nên là nhìn rất là sang trọng. Thêm vào đó thì bốn góc của máy thì cũng được bo cong, nên là cho một cái cảm giác cầm nắm rất là dễ chịu. Ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước là 5.5 inch và máy sở hữu độ phân giải là Full HD. Màn hình này thì mình thấy là rất đẹp cho độ sáng cao, sắc nét và các chi tiết thì rất là rõ. Ở phía trên này của máy chúng ta sẽ có camera trước có độ phân giải lên đến 16 megapixel. Và cái điểm đặc biệt trên cái chiếc máy này là nó có tận 2 đèn flash tại phía trước này, chắc chắn là sẽ giúp cho các bạn có được những cái bức ảnh chiếu sáng tốt hơn khi mà chúng ta chụp selfie. Đây các bạn có thấy, mình sẽ thử mở flash lên. Camera này thì chụp rất là nhanh các bạn, và nó sẽ có nhiều cái chế độ, có cả chế độ beauty nữa nè, làm đẹp đó. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có phím home, phím back và cũng như là phím đa nhiệm. Ba phím này thì nó được đặt nằm bên trong của màn hình. Ở mặt sau của máy thì chúng ta sẽ có camera chính. Camera này cũng có độ phân giải là 16 megapixel luôn và khẩu độ là f2.0. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có tận 4 đèn flash luôn, nó tha hồ cho anh em chụp vào ban đêm. Và đây chính là cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay này là dạng cảm biến vân tay một chạm nha. Rồi, và logo của Techno. Ở phía dưới này nữa thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ tạm dịch sang là đối tác chính thức của câu lạc bộ Manchester City ở đây. Và hai cái đường anten của nó thì được làm màu đen và mình thấy thì cũng khá là nổi bật. Ở trên đỉnh của máy thì chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB, mic và vị trí của loa ngoài. Ở bên cạnh phải này thì chúng ta sẽ có phím nguồn này, phím tăng giảm lượng, mấy phím bấm này cho cảm giác độ nảy rất là tốt. Và phía trên này nữa thì chúng ta sẽ có khay cắm thẻ nhớ. Chiếc máy này thì nó hỗ trợ thẻ nhớ ngoài là đến 128GB để anh em có thể lưu trữ hình ảnh, âm thanh hay là video các thứ trong này. Ở bên cạnh trái này chúng ta sẽ có khay cắm sim, và chiếc máy này của chúng ta thì nó hỗ trợ lên 2 sim cho các bạn sử dụng. Về sức mạnh thì cái chiếc Techno Come On CX được chạy trên con chip là MediaTek MT6750T với 4GB RAM và bộ nhớ trong là 64GB. Cấu hình này thì mình thấy là cũng rất ấn tượng. Và ấn tượng hơn nữa thì nó được chạy trên cái nền tảng là Android 7.0 và nó được tùy biến lại theo cái giao diện là iOS. Và với cái phiên bản đặc biệt này thì các bạn có thấy là sẽ có cả cái hình nền của Manchester City ở đây, có nhiều cái logo nhìn cũng rất là dễ thương. Thêm một điểm hấp dẫn nữa trên cái chiếc Come On CX này, đó là nó được sở hữu viên pin có dung lượng là 3200mAh, đi kèm với đó là công nghệ sạc siêu nhanh cho các bạn có thể sạc được 70% trong vòng 50 phút. Với cái chiếc Come On CX này thì mình thấy là cái điểm nhấn của nó chính là về camera. Cả hai cái camera trước sau đều được trang bị độ phân giải rất là khủng, là đến 16MP. Và đây chính là cái phần giao diện của camera chính của máy. Đó, chúng ta sẽ có những chế độ chụp như là HDR này. Đó, các bạn hãy chụp. Ở phía trong này nữa thì chúng ta sẽ có chụp đêm này, slow motion. Rất là tiếc khi mà cái chiếc máy này của chúng ta không có cái chế độ chỉnh tay. Trải nghiệm nhanh thì mình thấy là máy cho một cái tốc độ lấy nét và tốc độ chụp cũng rất là nhanh. Và mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết về camera của máy khi mà sau một cái quá trình mà mình sử dụng. Ngoài cái phiên bản đặc biệt này thì mình còn thêm một cái phiên bản bình thường nữa. Thì với cái bản mình cầm trên tay, đây là cái bản chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam. Sẽ có cái phiên bản màu vàng hồng cũng rất là nam tính. Cái phiên bản bên tay phải của mình là cái phiên bản được bán ở thị trường châu Phi. Với hai cái thị trường khác nhau thì nó chỉ khác nhau ở một cái điểm nhỏ phần mặt lưng này, là một số cái chữ và cũng như là ký hiệu thôi. Ở thị trường Việt Nam thì mình thấy là nó được làm bằng một cái dòng chữ rất nhỏ, nhìn đẹp và tinh tế hơn. Thị trường châu Phi thì nhiều chữ và to quá. Nhìn chung lại, đây là một cái chiếc máy mà mình thấy cũng rất là thích. Máy có một cái thiết kế rất đẹp, sang trọng và với cái chất liệu là nhôm rất nhẹ. Đi kèm với đó thì máy sở hữu một cái cấu hình cũng rất là ấn tượng với con chip MediaTek MT6750T có 4GB RAM và bộ nhớ trong là 64GB. Đặc biệt nhất đó chính là cái chiếc máy này của chúng ta được trang bị camera trước và sau đều có độ phân giải lên đến 16MP, sẽ cho các bạn có được một trải nghiệm thú vị khi mà các bạn chụp ảnh.
hiện tại thì mức giá của chiếc máy này chưa được công bố, nhưng mà mình nghĩ thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 triệu đồng. Theo các bạn thì các bạn nghĩ cái chiếc máy này của chúng ta sẽ rơi vào tầm khoảng bao nhiêu tiền? Và các bạn thấy cái chiếc Tecno Camon CX này như thế nào? Xin mời để lại comment bên dưới video. Nếu mà các bạn thấy video này hay, vỗ thể like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của Hachino. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn.